micro pin sạc quan trọng nó như thế nào đối với những cái dàn loa karaoke gia đình. Thường anh chị sẽ nói là tại sao phải cần sử dụng micro pin sạc, sử dụng micro bình thường pin 2A, hát hết pin là lắp vô là được rồi. Đúng, chính xác, cái này em xác nhận với anh chị. Nhưng mà đối với lại những cái dòng micro pin sạc như thế này á, nó tiện lợi ở cái chỗ là khi anh chị đi em đi theo du lịch đó, hoặc là mình đem qua nhà bạn mình hát, mà lỡ á, là chúng ta không chuẩn bị kịp có pin á, thì chúng ta sẽ còn có là dây sạc. Chắc chắn dây sạc hiện tại bây giờ là những cái dây sạc này ở đâu cũng sẽ phải có, đó là dây Type-C. Khi anh chị hát hết pin á, là mình cắm vào nè, anh chị thấy chua sạc phía dưới đây không? Đó, đây, đó. Rồi mình cắm vô cái đầu này, mình vô cắm vô cốc sạc là nó đã sạc pin rồi, vì nó xài pin lớn. Đó, và cái thứ hai là nếu anh chị sử dụng quá nhiều pin A, 2A, đó là pin A đó, là khi mà anh chị sử dụng quá nhiều, hát hết pin là mình dùng, nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng mất vệ sinh môi trường. Đó, nếu anh chị những nào mà có cái thông điệp là muốn bảo vệ môi trường thì chúng ta sử dụng micro pin sạc á, sẽ rất là đáng tiền ha anh chị. Đó, bây giờ là mình cái đầu thu nè, cái đầu thu cũng sẽ sử dụng pin lớn luôn. Đây, đầu thu jack 6 ly này là anh chị cắm vào được là lo vàng, lo kéo, mixer, âm ly, đó vân vân và vân vân. Hầu như hết đó là những thiết bị âm thanh là micro đa năng này đều cắm được. Đó, thì giờ là em sẽ cắm cho anh chị vào một chiếc lo kéo bát bự như thế này. Đó, đây cắm vô cổng micro này jack 6 ly. Rồi, bây giờ là em sẽ alo cho anh chị nghe thử tiếng micro nè. Đây, nó đứng kế bên luôn để xem là chống hú có tốt không nha anh chị. Lên. 1 2 6 7. Lên 6 7. Ta sợ rồi em nhé. Đó, chị thấy không, cái micro cực kỳ sáng. À, cái khuôn miệng của em từ đây thấy nhất là khoảng một gang tay, nhưng mà nó bắt vẫn rất là sâu. Còn nếu mà đi xa ra nữa thì nó bắt bắt sống vẫn rất là ổn định. Đó, vì cái chuôi sống này là họ làm hiện đại khoảng tầm 4.0, cách xa được khoảng từ 20 đến 25 mét. Đấy, và cứ vô tư mà đi thôi. À, anh chị nào đang bị mắc mic hỏng micro mà muốn sử dụng micro đa năng không dây thì hãy tham khảo cho em cái dòng mà micro bên sạc G01 này. Pin sạc cái gì chứ tiện lợi cho anh chị nè, thấy không, giúp bảo vệ môi trường mà đỡ tốn kém nữa, mua một lần là xài trọn đời. Nên anh chị thắc mắc gì về micro G02 này, mình cứ để lại dưới comment, bé gấu sẽ trả lời cho anh chị nha. Vừa tiện lợi vừa hay, đã vậy giá còn bèo bé bèo nha anh chị.